Kính thưa quý vị, nghệ sĩ múa kéo trình diễn cho năm mới tên từ Apurimac, Peru. Để chào đón năm 2016, Peru đã ăn mừng với một điệu vũ múa kéo truyền thống. Đến với lễ hội này, nghệ sĩ múa kéo thể hiện những pha trình diễn đẹp mắt và ngoạn mục. Đối với những người dân sống ở dãy núi Andes, múa kéo là nghi lễ thiêng liêng. Những diễn viên múa kéo được gọi là danzac. Họ trình diễn những pha nguy hiểm liều lĩnh trong tiếng nhạc kết hợp với âm thanh của hai chiếc kéo cầm trên tay. Điệu vũ múa kéo phức tạp này đến từ khu vực Chanca của Peru và có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 16, khi người dân địa phương được cho là tăng sức mạnh bởi những vị thần đã trình diễn điệu múa này cuồng loạn để bày tỏ sự nổi dậy chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha của người Peru. Vào năm 2010, điệu nhảy đã được trao một vị trí trên di sản thế giới phi vật thể của UNESCO. Truyền thống từ quốc gia Nam Mỹ này đã được lựa chọn bởi các cơ quan văn hóa và giáo dục của Liên Hiệp Quốc để bảo tồn loại hình nghệ thuật của thế giới. Go ahead, go ahead.